Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azshop.com. Thì lâu rồi admin chưa làm video cho các bạn. Thì hôm nay thì nhân tiện là admin đang cài lại phần mềm TIA Bọc Tô V14 á. Thì ban đầu admin đã cài xong cái phần step ảnh này. Thì bước tiếp theo là admin cài WinEC. Thì đang làm admin đang cài WinEC Professional V4S1 thì bắt đầu bị gặp cái lỗi này các bạn nhé. Đấy, thì cái lỗi này thì không phải một bạn mà mình thấy nhiều bạn lên các diễn đàn ấy thì cứ hay hỏi mình là làm sao để fix cái lỗi này. Thì admin thì lúc đó cũng chưa có biết nên admin cứ nói người ta lên cái mạng là update cái file này lên đấy. Thì ai không ngờ bây giờ lại trường hợp mình lại bị cái lỗi này. Thì nhân tiện hôm nay thì mình như vậy thì mình sẽ làm cái video này cho các bạn luôn ha. Thì đầu tiên các bạn nhìn thấy ha, các bạn lên mạng các bạn gọi là update KB3033929 ha. Đây, mình là gọi sẵn đây ha. Update KB3033929 ha. Đấy. Thì ở đây này, nó có một cái phần các bạn vô đây này. Đấy, các bạn tải cái phần thằng này về ha. Cả cái mảng là Windows này này ha. Đây. Update 64 bit, máy nào 32 bit thì cài 32, máy nào 64 bit thì cài 64 bit. Nhưng mà TIA Bọc Tô V4 chỉ hỗ trợ bản 64 bit thôi, nhưng các bạn nào mà 132 bit thì không không thể chạy được ha. Thì đây mình đào thằng 64 về, thì hiện tại bây giờ là admin cũng đào đào cái thằng này về ra đây rồi ha. Đào 64 bit này, bản này bản 56 thì mình xóa đi ha. Đấy, 64 bit mình đào về đây. Thì khi đào về đây thì mình cần nhấn open thằng này chạy thôi. Đây, tới đây mình sẽ nhấn cái này này đó, nhấn cho nó chạy thôi ha. Thì bắt đầu nó install lần ha. Đấy, các bạn chờ trong giây lát ha. Hy vọng update được cái này xong là cài lại được các bạn nhé. Đang cài giờ thì gặp cái lỗi này lần này các bạn. Sau khi mà reset máy xong á, đấy thì bắt đầu là mình cài lại này. Đấy, được chưa? Thì các bạn nhìn thấy là hết cái lỗi rồi đó, đúng không? Đấy, hết hết cái lỗi thôi. Đấy ha. Thì đây là cái phần video để mình hướng dẫn cho các bạn cái phần là fix cái lỗi mà EK update cái phần mà EK này ha. EK 3033929 ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.